Countdown. Cho tới thời điểm hiện tại thì thường Trang vẫn tự lựa chọn những cái trang phục của mình nhiều hơn. Một ca sĩ, nhạc sĩ thì cái hình ảnh của họ càng giống họ bao nhiêu nó sẽ càng tốt bấy nhiêu. Bản thân Trang rất là thích những cái bộ đồ nó càng đơn giản càng tốt. Những cái giây phút đó nó càng tự nhiên bao nhiêu thì cái nhạc của mình nó càng thật bấy nhiêu. Thì thấy có những bạn đến thu cũng ở cái tuổi của mình thôi, có bố mẹ dẫn tới và giống như là rất là ủng hộ con vậy á. Và mình không có được cái đó thì nó làm cho mình cảm thấy có những cái sự tủi thân nhất định. Những lúc buồn nó làm cho mình có cái cảm hứng rất là nhiều để có thể viết nhạc. Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Lick Plus của chương trình Music Plus được phát sóng định kỳ trên kênh K Cộng Nhịp Sống. Và với tập 3 này thì chắc chắn là sẽ rất là hấp dẫn đây, bởi vì có khá là nhiều câu hỏi hóc búa dành cho Trang. Chào mừng bạn quay trở lại với chương trình, và ngay bây giờ thì My thấy mặt bạn căng thẳng quá. Ngày hôm nay thì qua tập 1, tập 2 đã rất là thoải mái được chia sẻ những cái tâm tư của mình với khán giả, thì tới phần 3 có lẽ là Trang cũng không được biết trước chương trình của mình như nào, cho nên chưa có được chuẩn bị tâm lý để ngày hôm nay đối đầu với gương mặt của MC rất là thông minh như thế này, không biết là mình sẽ trả lời câu hỏi như thế nào. Đầu tiên thì cho phép My xin lật lại quá khứ một chút xíu, là từ hồi xưa lúc mà bạn còn trẻ đó thì mọi người hay ưu ái đặt cho mình cái tên là Hot Girls. Thì cảm xúc của bạn khi mà được gọi là Hot Girl thì bạn nghĩ như thế nào? Có lẽ rằng cái từ Hot Girl ở Việt Nam nó được nhìn nhận khác với cái từ Hot Girl ở những nước khác, và Trang nghĩ rằng mỗi cái khái niệm thì ở mỗi nơi nó được định nghĩa khác nhau thôi. Còn đối với Trang thì có lẽ ở Việt Nam nó được định nghĩa như vậy, là một cô gái có ngoại hình ổn, có thể làm một công việc nào đó trong lĩnh vực nghệ thuật chẳng hạn. Thì khi mà mọi người đặt cho Trang cái tên đó thì cái cảm giác đầu tiên rất là lạ, bởi vì mình không biết mình định nghĩa như thế nào. Ở cái tuổi đó thì luôn luôn là chúng ta cố gắng khẳng định cái tôi của mình, và ngày đó thì cái tôi của Trang nó đơn giản là một cô gái học cấp 3 như tất cả mọi người khác thôi, và mình tham gia nghệ thuật cũng mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa vậy, cho nên cái tên Hot Girl nó làm một Trang có đôi chút gì đó phiền lòng ở cái lúc đầu. Tuy vậy thì càng ngày càng về sau thì mình làm quen với nó, và tới khi mà có thể thì mình đặt nó sang một bên, trở thành một phần của cái quá khứ của mình để mình có thể bước tiếp. Thì đó là cái quan niệm của Trang về cái từ Hot Girl thôi. Những cái bạn nha, thậm chí những bạn mình biết không có làm gì trong nghệ thuật cả, thậm chí là chỉ post hình xì tin thôi, hoặc là chịu khó chụp hình hở hang một chút, thì các bạn ấy vẫn có thể gọi là Hot Girls rồi. Bản thân Trang là một người không có chọn cái con đường đó cho mình. Vậy Trang nghĩ như thế nào? Trong suốt khoảng thời gian vừa qua chúng ta có rất là nhiều scandal dính tới Hot Girls. Bản thân Trang thì Trang không muốn đặt mình giống như một người thế hệ trước hay là một người trải nghiệm để mà nói những cái điều cao siêu về một cái vấn đề nóng bỏng như vậy. Nhưng mà là một người đứng trong cuộc thì suy nghĩ của cá nhân Trang thôi. Trang nghĩ rằng không sao hết. Cái vấn đề Hot Girl mọi người gọi ai cũng được, nó một cái danh xưng thì mọi người có quyền được, thậm chí là tự gọi bản thân mình. Khi một khi đã xác định mình đi theo một cái con đường nghệ thuật hoặc bất kỳ một con đường nào một cách chính thống thì mình có cái sự tôn trọng khán giả hơn một chút, có cái sự tôn trọng bản thân mình, thì dù là có tự gọi mình là Hot Girl hay là ca sĩ hay nghệ sĩ thì khán giả vẫn sẽ tôn trọng cái điều đó. Về sau chúng ta sẽ nghĩ ra một cái từ khác cho những cô gái post hình có đôi chút mát mẻ một chút, thì chúng ta tìm một cái từ khác chẳng hạn, thì có khi lúc đó cái từ Hot Girl nó sẽ không còn bị nhìn nhận một cách quá tổng quát như vậy. Trong suốt thời gian qua đó thì cái scandal nào về Hot Girls mà Trang cảm thấy là Trang cũng có đọc khá nhiều thông tin về nó? Có lẽ Trang quan tâm nhiều về những gì nó liên quan tới cái chuyên môn của mình hơn, ví dụ như là những bài hát bị đạo nhạc này, rồi những ca sĩ hát nhép này, thì là những cái điều mà Trang cũng khá là quan tâm. Thì những cái câu chuyện về riêng tư của người nghệ sĩ thì mình phải đọc, mình phải biết, nhưng Trang không phải là người thích
chọn cho mình một cái một cái vị trí là mình ủng hộ hay mình không ủng hộ những cái đấy, nó làm cho cái cuộc sống của mình nó đã có đủ cái chuyện mình lo rồi. Có lẽ là những cái chuyện của người khác thì mình không nên đặt mình vào trong đó. Còn bản thân Trang thì có nhiều người nói rằng Trang có vướng chuyện nọ, Trang có vướng chuyện kia, hoặc có người lại nói rằng là Trang chưa từng vướng scandal nào. Thì Trang nghĩ nếu như mà hỏi là Trang quan tâm tới scandal của ai, có lẽ Trang sẽ quan tâm tới của mình nhé. Để xem khán giả coi cái gì là scandal của mình, coi cái gì là thành tựu của mình. Thì cái đấy là cái mà Trang đọc rất là nhiều. Thật ra đó thì có rất là nhiều những bạn hot girls, thậm chí là các bạn ấy chọn cho mình một cái cách để nổi tiếng là show off, show đồ hiệu, mà nó vẫn loay quay một cái vòng tròn là khi mà không có thực lực đó thì bắt buộc phải hát nhép. Thì hát nhép thì một ngày nào đó cũng bị lộ, thì bị lộ thì lại là một cái scandal mới. Cho nên là mình nghĩ nó giống một cái vòng tròn, nó cứ luẩn quẩn như vậy. Và thậm chí là sau tất cả những cái scandal đó thì họ vẫn chuẩn bị đi làm ca sĩ. Cho nên là nó vô hình chung nó thành một cái lối mòn làm cho các bạn khán giả nghĩ rằng có phải âm nhạc hoặc là cái nghề ca sĩ nó giống như là một cái nơi, một cái chỗ để cứu rỗi những cái linh hồn gọi là lang bạc khắp hết mọi ngóc ngách trong nghệ thuật, thì cuối cùng lại quay về làm ca sĩ không nhỉ? Không chỉ riêng Việt Nam đâu, ở đâu cũng vậy thôi. Ở Mỹ khi mà cái văn hóa paparazzi họ phát triển tới như vậy thì những cái câu chuyện scandal nó cái số lượng của nó nhiều hơn rất là nhiều. Bất kỳ một cái nền giải trí nào cũng sẽ đi qua cái giai đoạn đó và nó sẽ tiếp tục cái giai đoạn đó, và Việt Nam đang phát triển cái ngành giải trí và chúng ta cũng đi theo cái con đường đó. Để nói ở đây là ai được ai mất, theo Trang thì khán giả không mất gì khi có những scandal như vậy, khán giả cũng không được gì khi có cái scandal như vậy. Người được hay mất là những người ở trong cuộc. Có lẽ những nghệ sĩ chân chính họ sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng một chút khi mà những cái sản phẩm của mình có khi lại không được khán giả xem nhiều bằng những cái sản phẩm nó Trang tạm gọi là miến liền hơn chẳng hạn. Đôi khi khán giả lại quan tâm tới những vấn đề đó nhiều hơn. Cái chuyện gì tới thì cứ để cho nó tới, và Trang nghĩ khán giả sẽ là người định đoạt. Sẽ vẫn có những khán giả quan tâm tới những người nghệ sĩ chân chính, và sẽ vẫn có những khán giả quan tâm tới những câu chuyện nóng hổi hơn chẳng hạn, hoặc có những người sẽ quan tâm tới cả hai. Thì tới một thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ có cái phân khúc rõ ràng hơn cho từng cái thể loại nhạc, cho từng cái kiểu nghệ sĩ khác nhau. Khi mà nhắc đến Trang Pháp á, thì có lẽ là do một cái sự may mắn là hồi trước chị có một khoảng thời gian rất là dài sống ở bên nước ngoài, và các bạn không tìm được quá nhiều thông tin về Trang, bởi vì có quá ít thông tin đi, cho nên là những cái thông tin sau đây là những cái thông tin mà các bạn focus rất là nhiều, Trang hiểu không? Thì các bạn có nói là hình như là cái mối quan hệ giữa Trang với cả anh Dương Khắc Linh đó, nó không có đơn giản là đồng nghiệp và là những người hỗ trợ nhau ở phía sau. Bởi vì đâu đó thì chúng ta vẫn có những cái scandal giữa quản lý và ca sĩ, hoặc là trợ lý và ca sĩ chẳng hạn. Thì liệu rằng là trong suốt khoảng thời gian hai người hợp tác với nhau thì có một cái tia sáng nào đánh xuống chưa? Cái mà Trang muốn chia sẻ ở đây không phải là cái chuyện scandal nữa. Có lẽ các bạn đọc báo thì cũng đã biết qua được câu chuyện rồi. Mà Trang muốn chia sẻ nhiều hơn về cái hậu quả của cái chuyện đó đối với cái con đường âm nhạc của Trang. Thì ở xa thì bố mẹ Trang đã rất là lo và đã rất là cố gắng để cho Trang đi theo con đường âm nhạc, với một điều kiện đừng bao giờ để bố mẹ phải đọc những cái bài báo như vậy về con. Thì khi mà có cái chuyện đó xảy ra thì nó ảnh hưởng quá lớn tới nguyên cả một cái những cái gì mà Trang đã cố gắng làm trong vòng một năm. Nó gần như là nó không có ý nghĩa gì đối với bố mẹ Trang nữa, bởi vì Trang đã thất hứa với bố mẹ rồi. Trang đã mất một cái khoảng thời gian rất dài để có thể lấy lại cái lòng tin từ bố mẹ sau câu chuyện đó. Cho nên khi mà nhắc tới câu chuyện này thì nó không chỉ đơn giản là một cái scandal nữa, mà nó giống như một câu chuyện buồn của Trang thì hơn. Và cho tới thời điểm hiện tại thì Trang giữ cái quan hệ của Trang và anh Linh ở mức độ bạn bè, để nó không có ảnh hưởng tới bố mẹ Trang, không ảnh hưởng tới bất kỳ một người thứ ba nào, và không có ảnh hưởng tới cái lòng tự trọng của Trang. Thì đó là những gì mà Trang đang làm tới thời điểm hiện tại. Và scandal là scandal, tin hay không đó là vấn đề của mỗi người. Và đối với Trang thì chia sẻ được tới đâu Trang sẽ cố gắng chia sẻ tới đó. Còn những chuyện gì đã qua rồi thì có lẽ hãy cứ để nó trôi qua, và thời gian sẽ trả lời được tốt hơn cho Trang là và những sản phẩm âm nhạc tiếp theo sẽ là câu trả lời tốt nhất với các bạn khán giả, đúng không?
khi mà nghe những cái sáng tác của Trang, nếu như mà không có cái talk show ngày hôm nay đó, thì đâu đó mình vẫn nghĩ rằng không biết có phải đây là sáng tác của Trang không. Tại vì thú thật với Trang luôn á, là trước đây á thì My cũng có biết một số ca sĩ, cũng những người trẻ thôi, họ có một cái cách PR cho bản thân mình với vai trò là tự sáng tác những ca khúc họ hát. Tuy nhiên thì sự thật không phải vậy. Họ có thể mua những bài hát đó và trả nhiều hơn để lấy cái sự danh luôn là mình là người sáng tác ra cái bài hát đó. Cho nên là cái chuyện này thì có thể là các bạn khán giả thì không phải là người ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên thì mình nên trung thực một chút trong những cái gì nó liên quan đến phần cảm xúc về âm nhạc. Tại vì dù sao đi chăng nữa thì các bạn khán giả sẽ cảm thấy là yêu mến hoặc là cảm thấy hâm mộ hơn khi mà cái người ca sĩ này hát quá hay mà sáng tác cũng hay nữa. Trang có bao giờ biết được cái chuyện đó chưa? Có lẽ Trang khá quen với việc mọi người nghi ngờ cái khả năng của mình. Từ nhỏ thì Trang, vì là bố Trang dạy ở trong trường, cho nên khi học ở trong trường, cái điểm của mình mà thấp thì mọi người sẽ nói rằng là có bố dạy trong trường mà học không được. Nhưng tới lúc điểm của mình rất là cao thì mọi người nói là chắc có bố trong trường nên điểm mới vậy, không biết chắc con này có học không. Từ lúc mà Trang viết nhạc ở nhà thì mẹ cũng hỏi là ủa con viết à? Thì cái chuyện đó đối với Trang nó thành một cái chuyện cơm bữa rồi. Và Trang mệt mỏi với cái việc phải ngồi giải thích với mọi người. Nhưng mà có lẽ mỗi người chọn cho mình một con đường, mỗi người có một cái quan niệm khác nhau. Còn bản thân Trang thì Trang không quan trọng việc khán giả có tin Trang hay viết hay không. Những người làm việc với Trang biết Trang có viết hay không. Những người bên cạnh Trang biết Trang có viết hay không. Và bản thân Trang biết Trang có viết những bài hát đó hay không. Đối với Trang thì nó đủ rồi, nó làm cho Trang thỏa mãn những cái gì mà Trang cần thỏa mãn rồi. Cho nên khi khán giả nghe những cái ca khúc của mình và yêu thích họ là những cái ca khúc đó thì cái niềm vui đó là của Trang tận hưởng thôi, không phải của ai hết. Những người nghi ngờ thì mọi người có thể tiếp tục nghi ngờ và có thể sẽ thay đổi ý kiến của mình một ngày nào đó chẳng hạn. Thì Trang nghĩ rằng cái công sức của mình bỏ tâm trí vào cái chuyện sáng tác hơn là mình đi quan tâm tới những việc là khán giả có tin mình hay không thì có lẽ nó sẽ tốt hơn. Vậy ví dụ như bây giờ đặt Trang vào trong một cái tình huống là trong một cái cuộc thi âm nhạc chẳng hạn đi, thì hai cái bài hát mà có lượt bình chọn gọi là cao nhất đi là của Trang với một người ca sĩ nào đó, và sẽ có tính tới những cái điểm tự sáng tác ví dụ hay là điểm cộng cho cái việc tự sáng tác, và Trang biết được rằng là cái người đối thủ của mình là cái người không sáng tác được, và cái bài hát mà anh ta đang hát cô ta đi ha, con gái với nhau có sự cạnh tranh, thì quả thật là mọi người đang bị mắc lừa chẳng hạn, thì trong cái tình huống như vậy thì Trang sẽ làm gì? Được giải hay không được giải, nó có lẽ trong một cái trường hợp nhất định nào nó không có quá quan trọng đối với Trang. Có thể người ca sĩ đó sẽ được giải của ngày hôm nay, nhưng biết đâu 5 năm nữa, 10 năm nữa không biết khán giả có còn yêu quý cô ấy không, không biết là cô ấy có còn mua được những cái sáng tác hay nữa không. Thì đó là một câu chuyện đường dài. Và Trang thì Trang thích những cái gì nó đến một cách tự nhiên và nó mang tính chân thực nhiều hơn. Cho nên chuyện gì đến nó sẽ đến, Trang sẽ không làm bất kỳ chuyện gì với cái việc xảy ra như vậy cả. Và cho My hỏi đi một chút xíu về những cái bài hát ở trong phim Scandals. Thì cái câu chuyện ở trong cái bộ phim ấy đó, khi mà Trang đọc sơ qua, Trang có bị ám ảnh không? Cái đầu tiên là Trang cực kỳ ấn tượng với cái kịch bản của bộ phim. Vì trong một cái năm nay có thể nói là năm đầy biến động của showbiz Việt, có quá nhiều những chuyện scandal xảy ra liên tiếp từng ngày một, thì cái bộ phim này được ra mắt vào tầm cuối năm của một cái năm đầy biến động như vậy là một cái điểm rơi rất là tuyệt vời. Và khi mà Trang đọc cái kịch bản bộ phim thì Trang không biết là có dựa trên một câu chuyện thật hay không, nhưng mà cái tính ly kỳ của nó rất là cao. Và khi Trang thử nghe cái bài hát và đọc cái kịch bản bộ phim thì nó có một cái sự liên kết nào đấy mà mình rất là khó giải thích. Có thể là cái sự ám ảnh của một cô gái bước chân vào cái nền showbiz chẳng hạn, thì đâu đó mình có được cái sự đồng cảm với nhân vật chẳng hạn. Lúc Trang viết thì Trang chưa biết về bộ phim, nhưng lúc thể hiện bài hát thì Trang đã biết về bộ phim rồi. Và có lẽ là cái lúc đó nó làm cho cái bài hát nó có thêm những cái màu sắc nó nhiều hơn khi mà có được cái cảm xúc của nhân vật ở trong đó nữa. Mà thậm chí là My thấy là nó có một cái sự trùng hợp nào đó mình không thể nào nói được. Ví dụ như cái đoạn là cái bài Xin Đừng Quay Bước á, trong đó cái câu đầu tiên nó để là ngày trôi quá nhanh khiến tâm lạc lối, khiến em lạc lối, thì nó rất là hợp với lại cái bộ phim luôn, giống như là một cái sự bỡ ngỡ, cái sự lạc bước
của cái nhân vật chính ở trong phim. Tuy nhiên thì không biết là khi mà Trang thể hiện cái bài hát đó xong, Trang nhận được cái thành công nhất định của phim rồi, Trang có nghĩ là mình hợp với nhạc phim và sẽ phát huy cái khả năng đó nhiều hơn nữa? Thực chất Trang phải cảm ơn điện ảnh đã là cái cầu nối đầu tiên giữa Trang để đưa Trang tới với nghệ thuật và đưa Trang tới với khán giả. Thành công của Trang nó gắn liền với những cái bộ phim rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái album sắp tới của Trang, album thứ hai, sẽ là một album nhạc phim, hoàn toàn là nhạc phim, tổng kết lại tất cả những bài hát mà Trang đã từng viết cho phim, cũng như những bài hát mà có thể Trang chưa công bố nhưng mà sẽ được sử dụng trong phim. Thì đó là một cái điều, có lẽ một lời cảm ơn Trang muốn gửi đến cho những cái bộ phim mình đã tham gia, để có thể một phần chắp cánh cho những cái bài hát của Trang để có thể tới gần với khán giả. Rồi, cảm ơn Trang rất là nhiều về những cái chia sẻ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đó thì mình có thêm một món quà nho nhỏ nữa là 10 câu hỏi. 10 câu hỏi vui vui thôi. Cái đầu tiên là cái sự phản ứng nhanh. Bởi vì 10 câu hỏi này là Trang phải trả lời thật là nhanh nha. Chỉ trong vòng khoảng dữ lắm là 5 giây thôi. Ok, cho Trang chuẩn bị tinh thần. Một ngày Trang soi gương mấy lần? Trên 10 lần. Kiểu tóc nào là kiểu tóc sai lầm nhất của Trang, Trang để từ trước đến giờ? Tóc ngắn. Đụng chạm nha. Để đây được với Trang mà. Nhưng mà tại sao nó lại không hợp hả? Có lẽ Trang sẽ phải thử một lần nữa thì có thể biết chắc chắn hơn. Nhưng mà cái kỷ niệm mà Trang nhớ về cái tóc ngắn có lẽ nó hơi buồn một chút. Cho nên là cho tới hiện tại Trang vẫn còn đang bị ám ảnh. Và Trang sẽ còn cần một thời gian nữa để có thể thử nghiệm về mái tóc ngắn một lần nữa. Khi bạn khóc xong, bạn thường làm gì? Ăn. Có nghĩa là khóc thì bị mất sức đúng không? Trang có phải là người hay cười không? Và bạn thường cười khi mà gặp một tình huống như thế nào? Trang là người rất hay cười. Và mọi người thường nói là khi mà Trang không cười, nhìn mặt Trang rất là ác một chút. Cho nên mình không muốn làm người ác thì mình phải cười nhiều hơn. Nếu như mà bây giờ để update một câu status trên Facebook thì bạn sẽ có cả câu status gì? Vừa vượt qua những câu hỏi rất là khó. Đừng có để tên Yumi trên đó nha. Một ngày thì trung bình bạn sẽ xài bao nhiêu tiền? Còn tùy ngày nữa, còn những ngày ở nhà thì có lẽ là không cần phải tiêu tiền. Nhưng mà ra ngoài đường thì chắc sẽ phải, và nhất là những ngày buồn thì chắc sẽ tìm đến shopping để giải tỏa. Trời ơi, coi bộ tốn kém quá. Có bao giờ bạn làm một cái điều gì đó mà bạn cho rằng là điên rồ nhất từ trước đến giờ? Mua về máy bay vào Sài Gòn, không có suy nghĩ gì hết. Nhưng mà biết đâu đó lại là một cái sự khởi đầu rất là tốt đúng không? Hát một bài nhạc Pháp nào hoặc là một đoạn nhạc Pháp nào mà chị thích? Có lẽ Trang sẽ hát một bài hát tiếng Pháp trong album đầu tay của Trang mang tên Julie. Parce que je t'aime, parce que tu m'aimes, parce que je me sens si loin de toi des fois, quand tu me prends dans tes bras, parce que je t'aime toujours, mais si tu m'aimes, donne-moi le temps de t'oublier. Nếu như mà ngày mai là ngày tận thế thì Trang muốn làm gì cho ngày hôm nay? Bay thật nhanh tới nơi bố mẹ đang sống. Sợ thiệt ha. Có thể là bố mẹ Trang sẽ không có xem được chương trình đâu. Nhưng mà nếu như mà để chia sẻ, mình cứ xem như là bố mẹ có thể xem được đi. Và để nói một cái câu nào đó với bố mẹ thì Trang sẽ nói gì? Trang chỉ muốn cảm ơn bố mẹ Trang rất nhiều đã hiểu và thông cảm cho cái công việc của Trang, và Trang mình đã cần nhiều bố mẹ rất nhiều. Nếu như được quay ngược trở lại thời gian thì để tiến đến một thành phố nào đó giống như Sài Gòn, bạn cũng có thể làm ca sĩ, bạn có chọn không mà không phải là Sài Gòn? Trang nghĩ Trang sẽ quay trở về Paris, nơi mà Trang sống thời bé. Mong rằng mình có thể quay trở lại đó và bắt đầu với con đường âm nhạc của mình. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Và đó cũng chính là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là thời gian sắp tới, khi mà đã xong hết tất cả những cái ước mơ của mình ở Việt Nam đó, thì Trang có thể làm một cái album, một cái kỷ niệm, một cái CD chẳng hạn, để hát về Paris giống như là Trang mơ ước. Còn bây giờ thì lần này chia tay thiệt rồi.
thì còn muốn nói điều gì nữa không? Trang không biết nói gì hơn là Trang muốn cảm ơn chương trình và cảm ơn khán giả rất nhiều đã dành cho Trang nhiều thời gian tới như vậy để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, từ những điều buồn nhất cho tới những điều vui nhất, và nhất là có thể giới thiệu những cái sản phẩm của mình tới khán giả, thì đó là một niềm vui rất lớn đối với Trang. Ngoài ra thì trong chương trình ngày hôm nay, nhân dịp chúng ta đang đầu năm mới rồi, thì Trang muốn gửi tới một món quà nho nhỏ tới tất cả các quý vị khán giả. Đó là một trong những bài hát trong bộ phim mà chúng ta đã nói chuyện rất nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là bài hát phiên bản khác, Version of You, trong album Scandal của Trang. Và rất mong quý vị và các bạn sẽ yêu thích bài hát này. Sáng đây thì My cũng xin thay mặt cho tất cả các anh chị làm chương trình và các bạn khán giả xin gửi tới Trang một lời cảm ơn chân thành nhất, và hy vọng rằng một ngày nào đó thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau để chia sẻ về dự án âm nhạc sắp tới. Nhân dịp năm mới thì My xin chúc cho Trang là có thêm một năm mới nữa ở Sài Gòn với thật là nhiều niềm vui, tìm thấy một bờ vai bên cạnh mình, và biết đâu không phải chưa hẳn là một người đàn ông đúng không, mà có thể là một người bạn chẳng hạn. Còn ngay bây giờ thì quý vị thân mến, xin mời quý vị đến với phần quà mà Trang pháp dành tặng cho tất cả chúng ta, đó chính là MV Version of You phiên bản khác. Và sau khi mà xem xong MV này thì xin mời quý vị quay trở lại với Music Plus cùng MC Trung Hiếu. Xin cảm ơn ạ. Một lần nơi xa rời, một người tận chân trời, một thời giờ chỉ là dĩ vãng anh xa mà lạnh xuống. Dù chỉ là giấc mộng, dù chỉ là hy vọng, một lần đừng quên lời em nói. I wish you was a longer version of you, I can run back to. Em mong một mai niềm vui sẽ đến với người.
show us love.